Rồi vậy thì khi mà mình cưới nhau về chị, sau 10 năm thì cuộc sống anh chị có thuận lợi không? Nói ngay á, thì cái câu chuyện tình cảm của vợ chồng tôi mà nó gắn bó tới ngày hôm nay á, là tức là mình cũng có những giai đoạn rất là thăng trầm. Nhưng cái chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng hôm nay thì để kể cho các bạn trẻ nghe, để sẽ thấy là những cái cuộc tình của những người mà cái lớp trước là nó có những cái rất là đơn sơ, nhưng mà nó là một cái dấu ấn và nó là một cái niềm tin giữa hai người với nhau, mà nó giữ cho mình luôn luôn mình chung thủy cho đến suốt cuộc đời. Khi tôi lấy vợ tôi về thì tôi lúc đó là tôi là người làm ăn, chứ tôi không có phải là đi đà làm nhạc công. Vợ tôi có mang đứa con trai lớn của tôi, giờ lúc mà có mang nó mấy tháng thì tôi làm ăn tôi thất bại. Nhưng mình hai vợ chồng đều mang cái tánh sĩ diện và không có muốn để cho gia đình biết, đôi bên biết là đã giấu. Người phụ nữ người ta có thai, người ta đói lắm, đêm người ta cũng muốn ăn và người ta thèm cái này thèm cái kia. Nhưng mà sự thật lúc đó tôi không có tiền cho vợ tôi ăn. Đêm vợ tôi đói phải đổ nước sôi trong bình thủy ra để nguội mà uống. Nhưng mà những cái hình ảnh đó nó đập vô mắt mình, vô trong đầu mình cảm thấy mình tệ quá. Tại sao mình để cho tới mức hôm nay mà vợ mình nó phải như vậy? Đó, mà nó vẫn chịu đựng. Đến khi sanh đứa con, nó vẫn theo mình mà nó không bỏ mình. Nhưng lúc đó chị có thấy là chị quá thiệt thòi hoặc là quá vất vả, quá khổ cực trong cuộc sống không? Đôi lúc khi mình nhìn như vậy á, cũng có buồn tí. Hồi đó mình mơ mộng là người này đánh đàn hay quá. Rồi mình cũng nghĩ là chắc lên sân khấu để cho mình ngồi mình xem. Nhưng mà khi lấy về thì không có đàn, thì có buồn một tí. Vậy buồn rồi thôi, vậy thôi, cũng không than, không thở. Dư Trang nói một cách rất là chân tình. Em nghĩ cái này là cái chuyện giống như lấy chồng là phải theo chồng, chuyện là chuyện giống như là chuyện tất nhiên, và cũng không hờn trách chồng là vì làm ăn thất bát cho nên mới xảy ra những cái chuyện như vậy. Và em nghĩ là cái chuyện đương nhiên chúng ta phải cùng gánh với nhau những lúc thăng trầm. Cái này nó hay, nó hơn rất nhiều những cái bài học mà mình cứ phải ca ngợi với nhau là đạo vợ chồng phải thế này phải thế kia. Từ những cái thất bại đó, tôi quyết tâm và tôi hứa trong lòng là với người phụ nữ này sẽ là người gắn bó suốt cuộc đời đó. Tôi hứa tôi không bao giờ tôi phản bội cô này được.